Chương 768 Thần đoán phần 1. Nội tâm Lương Yên Nhi cả kinh, cẩn thận quan sát đến thần sắc thần đoán, sợ nhắm trúng hắn mất hứng. Cầm xuống thần lôi chi thành, mấy huyết bảo châu cho ngươi. Thần đoán nhàn nhạt nói, đem so cái lần đại hội trung ương đế quốc đế đô kia, hắn bây giờ nói chuyện tựa hồ thông thuận hơn rất nhiều, chỉ là vẫn cái tích chữ như vàng. Đa tạ thần chủ. Lương Nghi Nhi kích động, nàng mấp mé mê huyễn bảo châu rất lâu rồi. Thần đoán chắp tay nhìn phía thần lôi chi thành, ngoài cửa sổ mắt lóe hào quang lạnh như băng vô tình, tựa như là hung thú tới từ địa ngục. Không ai biết thần đoán là thế nào tiến vào thần lôi chi thành, coi như bệ diệt chuyển ly xa thông thiên chúng đệ nhị trọng lĩnh vực cường giả cũng không có phát giác ra thần đoán. Trên tường thành thần lôi chi thành, Diệp Thần cùng Bệ Linh Bệ Âm chung một chỗ, ba người xếp bằng trên tường thành. Diệp Thần tấn nhập trạng thái tu luyện, uyển như lão tăng nhập định. Xa xa Triển Ly chứng kiến ba người Diệp Thần hướng bên này đi tới, cảm giác Triển Ly tới, Diệp Thần mở mắt hướng Triển Ly gật đầu ý bảo: người trẻ tuổi đối với đệ nhĩ trọng lĩnh vực lĩnh ngộ gì chăng? Triển Ly mỉm cười: đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối chỉ là lĩnh ngộ tới một cái tia xà lông mà thôi. Diệp Thần nói, hắn lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực mới không bao lâu, đối với đệ nhị trọng lĩnh vực, mặc dù có cảm ngộ, nhưng cũng chỉ là một chút xíu. Muốn tu luyện ra đệ nhị trọng lĩnh vực còn không dễ như vậy. Hiện tại Diệp Thần còn bất quá là linh vọng cảnh nhất trọng, ít nhất là phải tu luyện tới linh vọng cảnh tam trọng mới bắt đầu có tư cách lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực. Linh vọng có ý tứ là tâm linh nhìn qua người trong võ đạo, tu chính là tâm, ý, thần. Tâm lói tay thần, ý chỉ, ý thức tinh thần. Thần chỉ linh hồn, linh vọng là một cái trạng thái linh hồn. Truyền thuyết ở sâu trong linh hồn có một chỗ bị ngạn, nếu có thể đến đó liền có thể nhân gian cảnh đẹp. Linh vọng ý tứ nhìn xa bị ngăn, đạt tới trạng thái linh vọng, ý thức tinh thần liền đột phá, ảnh hưởng khí tức trên thiên địa, hình thành thế giới lĩnh vực đặc biệt của bản thân. Triển Ly nhìn phía trần trời phương xa nhẹ nói, sắc mặt hình như có chút cảm khái. Nghe Triển Ly nói, nội tâm Diệp Thần lại có một cái phen lĩnh hội hoàn toàn mới, thành khẩn đa tạ truyền tiền bối chỉ điểm. Linh vọng cảnh của Diệp Thần cũng không phải là mình tu lên, mà là Nghiêm Hải dùng thần hải độ qua, cho nên một ít lĩnh ngộ vẫn là chênh lệch một ít. Muốn lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, trước làm linh hồn thuần túy để thân thể cùng linh hồn tận khả năng kết hợp, như thế nào mới có khả năng nhất định. Triển Ly thu hồi ánh mắt nhìn Diệp Thần nói, người bình thường muốn lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực sao mà gian nan. Muốn lấy thiên phú của Diệp Thần có lẽ không có vấn đề, hắn đối với người trẻ tuổi này có chút thưởng thức. Nội tâm Diệp Thần khẽ động, thân thể cùng linh hồn tận khả năng kết hợp, cái này không phải là tâm thần hợp nhất sao? Hơn nữa, so với tâm thần hợp nhất tựa hồ còn đơn giản hơn một ít. Phương thức tu luyện cửu tinh thiên thần quyết có chỗ bất đồng, cho nên Diệp Thần sớm đã đến được trạng thái tâm thần hợp nhất, mà ngay cả thần hải cảnh cường giả chưa chắc có thể đạt tới trình độ tâm thần hợp nhất của Diệp Thần. Mình đã có thể có tâm thần hợp nhất, vậy tại sao không thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực? Tới cùng còn là khiếu khuyết thứ gì đó? Triển Ly chỉ điểm làm Diệp Thần lấy được chỗ ích không nhỏ. Đúng lúc này, thiên tinh ấn trong bàn tay trái Diệp Thần sáng. Diệp Thần tiểu tử, người chấp phát điện đã ở bên trong thần lôi thành, lập tức muốn khai chiến. Các người còn hồn nhiên chưa phát giác ra, lúc đó chết thế nào là còn không biết. Thanh âm sư gia lười nhác truyền tới. Người kia hình như là một trong chấp phát điện điện chủ à, cửu quý hổ. Lương Nghi Nhi kia cũng là người chấp phát điện, vừa rồi giống như là có diễn một cái hội xuân cung chật chật. Đến lúc nào rồi sư gia còn hào hứng như vậy? Diệp Thần bỗng đứng lên đối với Triển Ly gấp giọng nói, tiền đối, một cái đội điện chủ chấp phát điện ở cấm chế thần lôi chi thành rồi, kính xin tranh thủ thời gian cáo chi thú hoang bệ ạ. Nghe Diệp Thần nói, Triển Ly lông mày nhíu qua, điều này sao có thể? Thần lôi chi thành cấm chế đông đại lục không có người phá, bọn hắn không có khả năng vào. Đột nhiên nghĩ cái gì, bên chấp phát điện kia thần đoán một mực không xuất hiện. Nội tâm Triển Ly rung mình, hẳn là người kia rất sớm bên trong thần lôi chi thành. Ngay khi Diệp Thần cùng Triển Ly nói chuyện, bệ diệt xa thông thiên hồn niệm bên cạnh quét qua, Diệp Thần cùng Triển Ly đối thoại tự nhiên rơi vào lỗ tai bọn hắn.
sẽ phát hiện điện chủ thần đoán trong thần lôi chi thành. Tin tức này có thể nào không làm sợ người ta. Ngay cả bệ diệt triển ly cùng sát thông thiên cao thủ cũng không khỏi lông tơ dựng đứng. Bên trong chớp phát điện để cho bệ diệt cảm thấy thật sâu kiêng kỵ là thần đoán không biết lai lịch kia. Hồ niệm bệ diệt cùng sát thông thiên trong nháy mắt phù thiên cái địa hướng huyền lôi biệt viện của cựu vĩ yêu hộ Lương Yên Nhi lan tràn. Triển ly cũng bay lên không, tựa hồ một đạo lôi quang thẳng tới huyền lôi biệt viện mà đi. Nếu không tranh thủ thời gian đánh chết thần đoán, chớp phát điện nội ứng ngoại hợp tùy thời có thể đem thần lôi chi thành công phá. Thần đoán trong thần lôi chi thành lâu như vậy, bao người bọn hắn lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực rõ ràng là không có phát hiện, đây là sai lầm trọng đại. Bất quá lúc này bọn hắn không có thời gian truy vấn Diệp Thần tuột cùng là thế nào phát hiện thần đoán. Bệ Linh cùng Bệ Âm an vị cạnh Diệp Thần, tự nhiên nghe Diệp Thần nói, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Có biết Diệp Thần là thế nào phát hiện, bất quá hiện tại không có tâm tư hỏi. Hai người là lập tức đứng lên. Diệp Thần, Bệ Linh cùng Bệ Âm theo sát Trần Ly lăng không mà lên, mật thiết chú ý tình huống huyền lôi biệt viện kia. Trong huyền lôi biệt viện, Lương Yên Nhi cảm thấy cái gì biến sắc, nhìn thần đoán một thần hắc y ngạo nghễ đứng nói, thần chủ, bọn hắn đã phát hiện tại đây. Bà cố khí tức áp bách mà tới đều là cường giả lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực, tất nhiên bệ diệt chuyện này cùng xa thông thiên. Thần đoán thần sắc không đổi, thân thể bay lên trời, thanh âm như băng hạ lệnh, kế hoạch sớm chấp hành, người đi đi. Vâng, thần chủ xin cẩn thận. Chương 769, thần đoán phần 2. Trong mắt Lương Nghệ Nhi phát ra một cái đạo hào quang kỳ dị, một hồi thịnh yến sắp bắt đầu. Nàng tự hồ đối với thần đoán cực có lòng tin, thân hình lóe lên là tại chỗ biến mất. Trên huyền lôi biệt viện, bắt đạo thân ảnh ngay lập tức tới. Thần đoán lặng lặng ngừng lập trong hư không, giống như là thanh lưỡi kiếm màu đen ra vỏ, cùng bệ diệt triển ly xa thông thiên xa xa tương vọng. Các người rốt cuộc cũng tới. Thanh âm thần đoán tựa như từ hư không trống vắng xa xưa, mang theo tia thở dài, tựa hồ cảm thấy bọn hắn phát hiện quá muộn. Rốt cuộc bắt được con chuột bự, thần đoán bị chúng ta phát hiện, người mơ tưởng chạy trốn. Sa thông thiên hư một tiếng, trên tay cát bó màu vàng ngừng hóa mà ra. Không cần cùng hắn nhiều lời, giết. Triển ly tay phải khẽ động, tế ra một thanh huyết kiếm cực lớn hướng thần đoán anh kích quá to. Xem huyết âm chạm của ta. Trên bầu trời lập tức ngừng hóa một thanh huyết hồng cự kiếm hướng thần đoán chạm xuống. Một cái kiếm nhô lên cao không thể địch nổi, như muốn chém vỡ hư không. Trong mắt thần đoán tình màng lẻ, liếc ra, cái này là chiến thần đường truyền thừa vạn năm huyết âm kiếm. Thân ảnh đột nhiên hư hóa, cái kiếm khí kinh người kia từ trên người thần đoán đảo qua lại không có thương tổn tới hắn. Một lát sau, thân ảnh thần đoán dần dần ngưng thực, lại là tinh tuyệt bí pháp linh hư chi thuật. Nội tâm bệ diệt dùng mình, thần đoán này quả nhìn có chút môn đạo, cả đem tinh tuyệt bí pháp linh hư chi thuật tu luyện tới đệ tam trọng. Ngay tại thân ảnh thần đoán ngưng thực, bệ diệt tay phải kết động, chỉ thấy sau lưng thần đoán đột nhiên xuất hiện một cái người tướng mạo cùng bệ diệt độc nhất vô nhị, thỏ tay nhéo ở cổ thần đoán mạnh mẽ ngắt xuống. Rốt một tiếng, thanh âm phảng phất bị bóp vỡ, thần đoán bị bệ diệt giết. Những người ở dưới thần lôi chi thành ngẩng nhìn bốn thân ảnh trên bầu trời, nội tâm vạn phần khẩn trương. Cái này là trận chính định phong quyết đấu, quyết định lấy thần lôi chi thành sinh tử. Thời điểm bọn hắn cho rằng thần đoán chết, chỉ thấy thân thể thần đoán đột nhiên hóa thành đạo đạo bóng đen hướng bốn phía trôi qua. Sau một lát lại trên bầu trời ngàn mét một lần nữa ngưng tụ, lặng lặng mà đứng bộ dáng không chút hư hao. Song phương công kích thăm dò, nếu không lấy được chỗ tốt gì. Thần hồn Diệp Thần ý đồ tập trung vị trí thần đoán, lại phát hiện thần đoán giống như một cái đoàn sương mù phiểu hốt bất định, căn bản truy tung không tới hắn. Quanh thân thần đoán lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực lưu chuyển, thời không phảng phất bóp méo. Loại giao chiến này căn bản không cách nào bắt lấy thần đoán, trừ khi sử dụng lực lượng lĩnh vực. Phải tiếng quát khẽ, bệ diệt triển đi cùng sát thông thiên nhào nhào tế gian đệ nhị trọng lĩnh vực. Bốn đạo lĩnh vực trên bầu trời giao thoa va chạm, phát ra đạo ánh sáng lửa, toàn bộ bầu trời phảng phất tạo thành bốn cái thế giới. Ở bên trong một cái phương thế giới kia, bọn hắn là chúa tể. Trên bầu trời, đạo đạo lôi trụ giống như thùng nước rơi xuống, lập tức bị bốn đạo lĩnh vực xé thành mảnh nhỏ, căn bản không cách nào đột phá tiến trong lĩnh vực bốn vị cường giả kia. Bành bành bành, bốn cường giả lôi cuốn lấy bốn cái cỗ lực lượng lĩnh vực điên cuồng đụng nhau,
Thần Lôi Chi Thành ở dưới uy thế khủng bố run rẩy, hư không nghiền nát, phong lôi tịch diệt. Thỉnh thoảng có mấy đạo kiếm khí lưu bắn ra, rơi vào vài cái tòa tháp trong Thần Lôi Chi Thành. Tháp cao kia lập tức bị lột bỏ hơn phân nửa. Ầm ầm, san sát tháp cao rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy ra ngoài. Bốn cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, linh võ cảnh lục trọng tiến quyết đấu. Cái uy thế kia phạm vất muốn hủy diệt thiên địa. Phía dưới các con dần Thần Lôi Chi Thành kia căn bản không thấy rõ thân ảnh bọn người bị diệt. Thần đoán chỉ thấy nguyên một đám bóng dáng rất nhanh hiện, chỉ có một cái số nhỏ đạt tới linh võ cảnh cường giả thấy rõ. Thần đoán một người lực lượng địch bệ diệt chuyển ly xa thông thiên lại không có một cái tia dấu hiệu bị thua. Thân thể hắn thỉnh thoảng huyễn hóa ra nguyên một cái đám ma thần hư ảnh, giống như là tuyệt thế ma đầu. Trên mặt Thần đoán biểu lộ trầm tĩnh như nước, nhìn không xa gợn sóng, ánh mắt kia thỉnh thoảng bắn ra đạo đạo tia sáng màu đỏ tươi. Bệ diệt chuyển ly xa thông thiên không dám chọi cứng chùm sáng màu đỏ, bọn hắn là tận mắt thấy hắc hỏa mà báo tộc trưởng hắc cũng bị chùm sáng màu đỏ tươi kia một kích mất mạng. Thực lực Thần đoán vượt quá tưởng tượng mọi người, tất cả bệ diệt cũng chưa có thể miễn cưỡng cùng hắn bất phân thắng bại. Về phần xa thông thiên chuyển ly trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào cắm vào hiệp trợ bệ diệt. Ầm ầm, kiến trúc Thần Lôi Chi Thành không ngừng lọt vào ảnh hưởng mà sụp đổ. Phải biết rằng những kiến trúc này đều là dùng tinh kim chế tạo, chắc chắn vô cùng. Thế nhưng ở dưới lực lượng lĩnh vực của mấy vị cường giả này giống như là đậu hũ chịu không nổi một kích. Người phía dưới nhào nhào bay lên trời, hướng bốn phía tán, có một ít thần tôn yêu vương, thậm chí là vô thi cảnh. Cường giả bị lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực kiệt sát tới lập tức là trừ khử vô tôn, thế gian tìm không được dấu vết bọn hắn. Không gian chiến đấu thập phần kịch liệt sớm đã đưa tới tất cả mọi người chú ý. Hy vọng Tú Hoàng bệ hạ có thể thắng. Mắt bệ linh lóe ra hào quang kiên định. Cho tới nay bệ diệt trong lòng lồi tú nhất bạch bọn hắn là chiến thần không thể địch. Bệ âm cắn chặt hàm răng khẩn trương chú ý tình hình. Một khi bệ diệt vẫn là cái kia lồi tú nhất mạch đối mặt chính là tai họa ngập đầu. Lương Nghi Nhi ở nơi đâu? Diệp Thần chợt phát hiện không thấy thân ảnh Lương Nghi Nhi, nhíu lông mày, thân hồn hướng chính Thần Lôi Chi Thành quét. Linh Tê Tì, cùng ta tìm Lương Nghi Nhi, bọn hắn nhất định có âm mưu. Bệ linh cùng bệ âm thần sắc biến đổi nội tâm dự cảm bất hảo. Diệp Thần nhờ sư gia trong thiên thiên ấn hỗ trợ tìm kiếm, sư gia rất nhanh phát hiện Lương Nghi Nhi. Ở dưới sư gia chỉ dẫn, Diệp Thần cùng bệ linh bệ âm thẳng tới Tú Hoàng Điện. Trong Tú Hoàng Điện khí thế rộng rãi, bệ lôi ngồi ở kia, từng đạo lôi quang ở người hắn toáng hiện. Hắn tự nhiên biết bên ngoài phát sinh hết thảy, nhưng mà Tú Hoàng bệ hạ trịnh trọng thông báo hắn nhất định phải thủ tại đây. Phía sau hắn, một cây lôi trụ lù lù mà đứng. Những lôi trụ này khâu trọng yếu nhất cấm thành cấm chế. Thần Lôi Chi Thành bỗng nhiên lặng không yên. Nguyên một đám thân ảnh xuất hiện đại điện, đầu lĩnh là Cửu Vĩ Yêu Hồ Lương Yên Nhi, trong đó có một số người thân ảnh quen thuộc, đúng là bệ. Chương 770 Trần Lôi Thần Trụ. Một đám người trực tiếp hướng bệ lôi tới gần. Bệ lôi đại ca, thần chủ tiến vào trong cấm chế. Bệ diệt khẳng định không phải đối thủ của thần chủ. Người nếu như nguyện ý phụ thuộc thần chủ, về sau đích thị là người cầm quyền mới của lôi thú nhất mạch. Bệ nhà tiến vài bước nhìn bệ lôi ngồi chỗ kia khuyên bảo. Thời điểm bệ lôi nhìn bệ nha sắc mặt chìm xuống, nghe tiếng hắn nói mắt càng là bắn ra đạo đạo hàn quang lạnh lùng nhìn bệ nha. Ta biết rõ bệ lôi đại ca ưa thích bệ âm. Nếu như bệ lôi đại ca trở thành người cầm quyền mới lôi thú nhất mạch, bệ âm kia thế nào là không thuận theo. Bệ nhà phạm vất không thấy được ánh mắt lạnh như băng của bệ lôi tiếp tục dần dần hướng dẫn. Hắn nhìn sang Cửu Vĩ Yêu Hồ Lương Nghi Nhi, thân thể đẩy đà bên cạnh, mục hiện vẻ si mê, kìm nóng không được luốt nước miếng như là rơi xuống đại quyết tâm nói. Chỉ cần bệ lôi đại ca muốn, ta nguyện ý cùng ngay chia sẻ nữ nhân đẹp nhất thế gian. Mặc dù bệ lôi ta sẽ vì thu hoạch thực lực mà không từ thủ đoạn, cũng không muốn trở thành người cầm quyền lôi thú nhất mạch, nhưng ta tuyệt không bán đứng lôi thú nhất mạch. Người cái tên phản đồ này đáng chết. Bệ lôi cuồng lộ hư một tiếng. Hắn biết rõ bệ nhà bị Lương Nghi Nhi mê hoặc, chính người đệ nhất trọng lĩnh vực lực lượng nhập thể đối kháng Lương Nghi Nhi ảo thuật. Bệ lôi thái thượng trưởng lão cần gì chấp mê bất ngộ? Các người cho rằng lôi thú nhất mạch tự có thể đối kháng chấp pháp điện sao? Lương Nghi Nhi thấy bệ nhà khuyên bảo không có hiệu quả, thân thể thướt tha tới, cười không ngớt, đồng thời không ngừng phóng thích lực lượng ảo thuật. Nếu có thể dùng ảo thuật khống chế bệ lôi, không đánh mà thắng tự nhiên là tốt nhất. Có thể cùng chấp pháp điện đối kháng hay không ta không biết, nhưng ta chỉ cần có một cái hơi thở
cùng chấp pháp điện tử chiến tới cùng. Các ngươi cho rằng chấp pháp điện, ba cái điện chủ thật là đối thủ của Tú Hoàng bệ hạ chúng ta? Quả thực si nhân nằm mơ. Nếu mà Tú Hoàng bệ hạ phát huy toàn bộ thực lực quán, ba vị điện chủ kia, các ngươi chết không nghi ngờ. Trong mắt Bệ Lôi tràn ra đạo đạo hung mang, nhìn thẳng Lương Nghi Nhi, đem ảo thuật tràn ngập không ngừng đánh lui. Chết cũng không hối cải, đã như vậy thì tiễn người xuống quy thiên. Trên mặt yêu mị của Lương Nghi Nhi dần dần hiện thần sắc. Thời gian bọn hắn không nhiều, không thể cùng Bệ Lôi dài dòng. Sư sư, ba linh vọng cảnh cường giả phía sau nặng hướng Bệ Lôi lao tới. Ba linh vọng cảnh cường giả này là người cầm quyền một phương thế lực ở chỗ sâu trong đồng từ bọn hắn, mang theo một tia mê mang, hiển nhiên là bị Lương Nghi Nhi mê hoặc, đánh mất thần trí. Bệ Lôi hét lớn một tiếng, quanh thân điện mang bùng lên, lực lượng lôi hệ tản sát bừa bãi, cùng ba cái linh vọng cảnh cường giả chiến thành một đoàn. Trên mặt Lương Nghi Nhi lộ ra một tia đắc ý, bỗng cảm thấy cái gì thần sắc biến đổi. Có người tới, phải tốc chiến tốc thắng. Trên người nàng từng đạo lực lượng ảo thuật nhập thể hóa khoảng hướng Bệ Lôi. Vốc vốc, Bệ Lôi một cái thất thần bị linh vọng cảnh cường giả đánh trúng, trên người tràn hai lỗ máu. Lôi trụ sau lưng Bệ Lôi cũng là oanh thành mấy cây, cấm chế ngoài thân Lôi Chi Thành dao động vài phần, bất quá nó y nguyên phi thường ương ngạnh, không có nghiền nát. Đúng lúc này Diệp Thần Bệ Lôi Bệ Linh Bệ Âm vèo một tiếng tấn nhập đại điện. Bệ Linh giết Bệ Nha, các phản nghịch này, lữ nhân đáng giận, thủ hộ chân lôi chấn trụ. Bệ Lôi chứng kiến Bệ Linh xuất hiện, ánh mắt hiện lên đạo ánh sáng quát to, y nguyên ương ngạnh cùng ba linh vọng cảnh cường giả quyết chiến. Diệp Thần thấy thế, đôi mắt bỗng nhiên hiện một đạo sát cơ, tập trung Lương Nghi Nhi, rút yêu lang cuồng đao hướng Lương Nghi Nhi công tới. Hắn có thanh thần giới chỉ có thể hữu hiệu đối kháng Yên Nhi ảo thuật. Bệ Linh khang một tiếng rút thiên nguyên kiếm xông tới. Bệ Âm cũng không nói hai lời gia nhập chiến đoàn. Toàn bộ đại điện lập tức lâm vào đại chiến. Bất luận kẻ nào dám ngăn cản kế hoạch của ta, thần chủ giết không tha. Mắt Lương Nghi Nhi phát ra hung quang màu đỏ, sau lưng một đám cường giả hồ lấy hướng Bệ Linh cùng Bệ Âm nhau tới. Chính nàng cũng hóa thành bản thể, biến thành hồ ly mọc ra chín cái đuôi cực lớn, vùng lên móng vuốt sắc bén hướng Diệp Thần đập. Quanh một tiếng, Diệp Thần yêu lang cuồng đao chém vào móng vuốt sắc bén của cửu vĩ yêu hồ, thiếu chút đã bị chấn rời tay. Lại tập trung nhìn vào thấy cửu vĩ yêu hồ lại cao 2 mét, toàn thân thông đỏ như lửa, nhưng mà đôi mắt đen kịt tản ra trận trận ma khí. Cái lão hồ ly này cũng tu luyện ma công. Diệp Thần biến sắc, tinh thần lĩnh vực trên người nhập thể hướng cửu vĩ ly hồ bao phủ qua. Chỉ thấy đối diện quanh người cựu vĩ ly hồ tản mát lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực cùng Diệp Thần tinh thần lĩnh vực đối kháng. Toàn bộ trong đại điện lĩnh vực lực lượng giao thoa tung hoành, nhiều cái không phải linh vọng cảnh cường giả lập tức bị xé rách mạch vỡ. Bệ Âm chỉ là miễn cưỡng ở dưới lực lượng lĩnh vực khủng bố tự bảo vệ mình. Bệ Linh lũng lịu một tiếng, trên người lục đạo lôi rực giãn ra, điện quang chạy trồm giống như là lôi điện lữ thần lâm thế, vung lên thiên nguyên kiếm trong tay, một kiếm hướng ba linh vọng cảnh cường giả vây công Bệ Lôi chém giết. Một cái hồi kịch liệt bộc phát, song phương thế lực ngang nhau nhất thời lâm vào giằng co. Đúng lúc này ở xa xôi, vài cái tiếng thanh âm kịch liệt bạo tạc tới, toàn bộ thần lôi chi thành tựa như run rẩy vài cõi. Thần lôi chi thành có tất cả 6 cái cây chân lôi thần trụ, hiện tại 3 cái bị khu trừ. Nếu trong 3 giờ không thể chữa trị, cấm chế thần lôi chi thành trở nên phi thường bạc nhược yếu ớt. Tới lúc đó chấp pháp điện 2 vị điện chủ còn lại liên thủ bài trừ cấm chế. Tất cả mọi người thật lôi chi thành các người phải chết. Lương Nghi Nhi hóa bản thể cửu vĩ yêu hồ, cành cách cười nói. Phốc một tiếng, tiền huyết phi tiên, chỉ thấy Bệ Lôi một cái kiếm đâm thủng ngực. Lúc trước hắn bị trọng thương, cường chống đỡ tới giờ động tác là càng ngày càng chậm chạp. Thần lôi chi thành ta sừng sững vạn năm không ngã, muốn phá thần lôi chi thành ta không dễ như vậy. Chương 771, nhanh lên thoát phần 1. Bệ Lôi trợn mắt muốn nứt, toàn thân là huyết, dùng tư thế đồng quỳ vô tận, dẫn dắt lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực, một trưởng lộ lát lĩnh vực một linh vọng cảnh cường giả, bay một tiếng vỗ vào đầu linh vọng cảnh cường giả kia. Đầu linh vọng cảnh cường giả kia giống như là dưa hấu xuống đất, lộ 5 xe 7. Cả người Bệ Lôi bay ngược mà ra, đâm vào tường đại điện ngã xuống hấp hối. Thủ hộ chấn lôi thần trụ. Bệ Lôi trợn mắt hướng Bệ Linh cùng Bệ Âm nhìn, học mấy chữ cuối, đầu nghiêng chết tại tường. Mặc dù trước kia Bệ Linh cùng Bệ Âm đối với Bệ Lôi không có cảm tình, bởi Bệ Lôi một mực mưu đồ tu luyện Bệ Âm, giờ khắc này tất cả oán hận tan thành mây khói, nội tâm là tràn đầy kính ý. Bệ Lôi là anh hùng của lôi thú nhất mạch, dựa vào lời hiệp yếu chống đỡ đáng đời. Xa xa Bệ Nha hừ lạnh một tiếng, thần lôi giáng thế.
nghe được thanh âm Bệ Nha, nội tâm Bệ Linh bốc cháy một đoàn lửa giận, một đạo lôi trụ mạnh mẽ hướng Bệ Nha đánh. Oanh, lôi trụ lổ tung, Bệ Nha bay ngược đụng vào trên tường, óc vỡ toang mà tử. Hắn luôn cúi cả đời, đoán chừng thế nào nghĩ không ra mình có thể chết như vậy. Quanh thân Bệ Linh đạo đạo lôi quang xoay quanh, sau lưng ba cặp lôi rực vỗ mạnh, ánh mắt nàng lạnh như băng rơi trên người hai linh vọng cảnh cao thủ còn lại, lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực ngang nhiên áp bách ra. Bên Bệ Linh kia lấy được ưu thế, và bên Diệp Thần này cùng Lương Nhi đối kháng vẫn là tương xứng khó phần thắng bại. Lương Nhi dù sao tiến vào linh vọng cảnh nhiều năm, đệ nhất trọng lĩnh vực của nàng đạt tới toàn hoàn mỹ, thậm chí có một ít hình thức ban đầu đệ nhị trọng lĩnh vực, tăng thêm nàng tu vị tù luyện lại là ma công quỷ dị. Diệp Thần tinh thần lĩnh vực trong thời gian ngắn không làm gì được Lương Nghiên Nhi. Trong chiến đấu, Lương Nghiên Nhi cảm nhận khí tức Mây Huyễn Bảo Châu trên người Diệp Thần. Tiểu tử, Mây Huyễn Bảo Châu giao ra đây. Lương Nghiên Nhi liều lĩnh quát, một cái móng vuốt giỏ xét hướng lồng ngực Diệp Thần. Lĩnh vực song phương kịch liệt đụng, một cái luồng sóng lực trùng kích oanh kích trên tường đại điện, làm vách tường kim của đại điện trào ra đạo đạo vết rạn. Chết! Lương Nghiên Nhi sát ý đại thịnh, móng vuốt sắc bén, một cái đạo mà khí tính ăn mòn dưới một trào này, Diệp Thần tinh thần lĩnh vực lại có tia dấu hiệu sắp tán loạn. Cựu Mỹ yêu hồ thật lợi hại, cảm giác ma khí trên người Lương Nghiên Nhi tựa như là vô số lưỡi dao bén nhọn. Bệ Linh cũng là sốt ruột vạn phần, tay phải ngừng tụ một đạo lôi trụ đánh hướng Lương Nghiên Nhi oanh khứ. Oanh một tiếng, lôi trụ Bệ Linh bên bạn thấy Lương Nghiên Nhi lộ tung, lộ đến toàn thân nàng tóc đỏ lộ trương. Thần hôi dáng thế của Bệ Linh cũng không thể khinh thường, đúng là bên trong lĩnh vực của nàng tìm được khe hở. Các người không có khả năng giết được ta, ta có thần công của thần chủ che chở. Lương Nghiên Nhi chúng lôi trụ công kích Bệ Linh như trước càn rỡ vô cùng bốc rơi, chứng kiến Lương Nghiên Nhi hóa thần cửu vĩ yêu hộ nhào phía trước. Diệp Thần nhướng mày, mặt khác mấy cái chỗ chân lôi thần trụ không biết thế nào, phải là tốc chiến tốc thắng. Chấn ma trùng cùng chấn chân đỉnh trong tay tùy thời chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Mị Huyễn Bảo Châu trong ngực Diệp Thần đột nhiên lăng không bay, tách ra bạch sắc chói mắt. Trong bạch quang kia đạo đạo ảo ảnh, thân ảnh Ali xuất hiện ở Mị Huyễn Bảo Châu. Lúc này Ali ở trạng thái bản thể, trên cái đuôi không ngừng đong đưa. Bản thể của nàng so với cửu vĩ yêu hồ không lớn lắm, toàn thân thuần trắng, dáng người linh lung, một cái bộ dáng đáng yêu nói không lên lời. Song phương tựa hồ là dùng ảo thuật đối kháng. Mị Huyễn Bảo Châu hảo quang hừng hực vô cùng, ảo thuật quyết đấu so với lĩnh vực đối kháng còn muốn mạo hiểm hơn nhiều, hơi không cẩn thận sẽ là gặp đầy bàn đều thua. Nháy mắt liền phạm bất qua mấy năm, trong mắt nhẹ đèn nháy của cửu vĩ yêu hồ có một chút mê mang, cũng là lo nghi hoặc. Trong ảo thuật đối kháng, Ali bằng vào lực lượng Mị Huyễn Bảo Châu khống chế Lương Nghiên Nhi, thân là linh vọng cảnh cường giả. Lương Nghiên Nhi cao mày như là dãy rụa lấy, muốn tránh thoát lực lượng ảo thuật Ali khống chế. Theo Lương Nghiên Nhi dãy rụa, bạch quang trên người Ali ảm đạm vài phần, thân thể lung lay sắp đổ. Lòng Diệp Thần căng thẳng nhìn Lương Nghiên Nhi, thơ Diệp nàng bệnh muốn nàng mệnh. Lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực của Diệp Thần nhập thể mà ra, oanh một tiếng đụng lát lĩnh vực Lương Nghiên Nhi, tay phải chấn thiên địch mạnh mẽ hướng Lương Nghiên Nhi đập lên. Bành một tiếng, chấn thiên địch không ngừng oanh lớn kích trên ngực Lương Nghiên Nhi, đem Lương Nghiên Nhi lệ đến thổ huyết bay ngược mà ra. Lương Nghiên Nhi hóa thành một đạo hồng quang muốn thoát, thù cho ta. Diệp Thần thúc giục chấn thiên địch đuổi theo. Đỉnh chấn thiên lập tức tạo thành vòng xoáy kịch liệt, đem đạo hồng quang cuốn vào. Bành bành, Lương Nghiên Nhi thét chói tai, càng là không ngừng muốn thoát khỏi ra ngoài, nhưng Diệp Thần gắt gao khống chế chấn thiên địch, thúc giục hồn hỏa chấn thiên địch tế luyện. Trong chấn thiên địch chuyển tới Lương Nghiên Nhi thê lương kêu thảm thiết, thả ra ra ngoài, nếu không thần chủ chắc chắn đem bọn người bầm thây vạn đoạn. Thanh âm Lương Nghiên Nhi bé nhọn, tràn đầy lo sợ nghi hoặc, lại như cú mạnh miệng. Ngay khi Diệp Thần dùng chấn thiên địch đem Lương Nghiên Nhi thu thập trong đó, hai linh vọng cảnh cường giả đang theo Bệ Linh đối chiến, thân thể đột nhiên trở nên đỏ bừng như là bàn ủi quanh quanh. Hai người nháy mắt tự lộ một cái cỗ lực lượng cường hoành, dùng bọn hắn làm trung tâm quét ngang mà ra, làm người ta không kịp chuẩn bị. Bệ Linh khoảng cách hai người gần nhất, Linh tỷ tỷ coi chừng. Diệp Thần gấp giọng quát, nhưng mà hai người kia tự bảo tốc độ quá nhanh, Diệp Thần căn bản cứu không kịp. Linh Nhi coi chừng, chứng kiến hai linh vọng cảnh nhất trọng cao thủ tự bảo, bệ âm lòng nóng như lửa đốt. Nàng khoảng cách Bệ Linh một chút, không chút do dự, toàn thân chắn trước người Bệ Linh. Oanh một tiếng, uy lực cỗ bạo tạc quét qua, oanh kích trên người Bệ Âm, toàn bộ thân thể Bệ Âm vùng ra ngoài. Âm Nhi, Bệ Linh hét to một tiếng, đang chuẩn bị thi triển lĩnh vực lực lượng, chứng kiến Bệ Âm ngăn cản trước người, hốc mắt lập tức đỏ. Hai cỗ lực lượng trùng kích đảo qua, hết thảy quy về bình tĩnh. Trong đại điện chỉ có Diệp Thần, Bệ Linh còn đứng, thụ một ít vết thương nhẹ. Bệ Linh phi thần đánh về phía Bệ Âm ngã xuống, nước mắt đã tràn mi mà ra.
Chương 772 Nhanh lên thoát phần 2. Âm nhi, người thế nào? Bệ Linh run run ôm lấy Bệ Âm, tay là một mảng vết máu. Bệ Âm mặc trên người kiện lộn giáp, lực phòng ngự rất mạnh, coi như linh vọng cảnh cường giả đừng mơ tưởng là đục lỗ giáp kia. Nhưng hiện tại kiểm soát này bị lực lượng chủng kích xé nát, phía sau lưng Bệ Âm huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhanh chóng tuôn. Bệ Linh nhìn Bệ Âm như vậy, nước mắt không ngừng thấp xuống, khóc không thành tiếng. Bị thương lặng như vậy, dù Bệ Âm có cốt cách cường kiện của Lôi Thú Nhất Mạch sợ rằng cũng là hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Thần thu hồi chấn thiên đỉnh, chứng kiến Bệ Âm như thế, ánh mắt có chút ảm đạm đi tới Bệ Linh. Linh nghi, ta nghe được tổ tiên triệu hoán ta đi, người phải chiếu cố tốt chính mình. Cái khăn che mặt Bệ Âm rơi xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế, mặt tái nhợt có chút lộ ra cái tia tươi cười tuyệt mỹ. Mắt của nàng dần dần nhạt xuống. Tiểu đệ đệ, người nhanh cứu nàng, van cầu người cứu nàng. Bệ Linh lướt mắt như mưa, chứng kiến Diệp Thần đi tới, hai mắt đẫm lệ mông lung, bỗng nhiên tách ra hào quang chờ mong, cầm lấy góc áo Diệp Thần giọng cầu khẩn, người nói mau, ta thế nào mới có thể cứu nàng? Diệp Thần gấp giọng hỏi, nếu có phương pháp có thể cứu Bệ Âm, Diệp Thần tuyệt đối không từ chối. Giống chúng ta lúc trước đồng dạng, người kích hoạt thái cổ huyết mạch. Bệ Linh nhìn Bệ Âm ngày càng tái nhợt, lỏng lóng như đốt lửa đốt. À, nghe Bệ Linh nói, Diệp Thần thoáng trợn mắt, còn đứng đấy làm gì, nhanh cởi quần áo ra. Bệ Linh một bên khóc một bên nóng vội, cái gì cũng chẳng quan tâm, cởi quần áo ở chỗ này dưới tình huống như vậy. Tuy nói Bệ Âm là một cái mỹ nữ tuyệt thế, nhưng dưới tình huống máu tươi chảy đầm đìa cũng quá kinh hãi. Nói sao, coi như mình cùng Bệ Âm cái kia gì rồi cũng chưa chắc có thể cứu Bệ Âm. Nếu như Bệ Âm vẫn là chết, đây chẳng phải là loại tiết độc đối với người chết sao? Kích hoạt Lôi Thú Nhất Mạch thái cổ không nhất định phải có loại quan hệ này. Chứng kiến sắc mặt Bệ Âm như là giấy vàng, nàng muốn xinh đẹp xuất trần tiên tử, sinh mệnh lực đang nhanh chóng nhạt nhòa, thấy chết không cứu không phải là phong cách của Diệp Thần ta. Diệp Thần gấp tới thấm trán mồ hôi, nghĩ tới cái gì còn mắt ngưng tụ, điên cuồng vận chuyển cửu tinh, một cỗ lôi hệ huyền khí mãnh liệt ra tuôn hướng chỉ tay, tầm đó sấm hiện. Diệp Thần một ngón tay hướng Bệ Âm đi ra ngoài, một tiếng ầm, một cỗ lôi hệ huyền khí tinh thuần hướng thân thể Bệ Âm oanh kích vào. Bệ Âm buồn bực hự một tiếng, toàn thân run run, thể nội phát ra thứ gì đồ vật như là nhanh chóng tỉnh khấu hiệu. Diệp Thần con mắt sáng ngời, tiếp tục thúc giục huyền khí thể nội, cảm giác thể nội Bệ Âm biến hóa, Bệ Linh lần nữa có được hy vọng, tinh thần tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Bệ Âm lập tức muốn hương tiêu ngọc vẫn, đang xác thực là sắp điên, cho rằng Diệp Thần cùng Bệ Âm cái gì kia. Bệ Âm liền được cứu, hoàn toàn nghĩ không tới căn bản không cần Diệp Thần cái kia có thể kích hoạt huyết mạch ẩn nấp chỗ sâu cốt sống Bệ Âm. Nghĩ tới vừa rồi mình sẽ bối rối không có lựa lời nói, đôi má Bệ Linh có chút nóng lên, nhưng mà suy nghĩ không nhiều, khẩn trương chú ý Bệ Âm biến hóa. Âm nhi, ngươi nhất định phải chịu đựng. Bệ Linh chăm chú lắm tay Bệ Âm nói khẽ. Diệp Thần không ngừng đem lôi hệ huyền khí tinh thuần trong thể nội rót vào người Bệ Âm. Sắc mặt Bệ Âm dần dần chuyển biến tốt, toàn bộ thân thể giống như cái vòng xoáy không cách nào nhồi vào, điên cuồng hấp thu lấy từng đợt lôi hệ huyền khí. Diệp Thần dần dần có cảm giác đỡ hết nổi, chỉ có thể tranh thủ thời gian thúc giục huyền khí huy đào trong đầu. Âm tiếng vang, tôi bị Bệ Âm đột phá vô thủy cảnh thập trọng. Lại một tiếng vang, tấn nhập linh vọng cảnh. Thời gian dần qua, trên người Bệ Âm một cái tia lực lượng lĩnh vực càng không ngừng lưu chuyển, thương thế trên người nhanh chóng chuyển biến tốt, thân thể bệ thú khôi phục tốc độ là cực kỳ kinh người. Bệ Âm nguyên bản cho rằng mình phải chết, ý thức lâm vào trong một mảng bóng tối thâm trầm, nhưng hiện tại nàng dần khôi phục trí giác, tình huống thân thể đúng là thần kỳ tốt. Thái cổ huyết mạch giấu sâu trong cột sống tựa như thức tỉnh, cái thái cổ huyết mạch lưu động kia đúng là làm cho nàng lĩnh ngộ một tia lĩnh vực. Bệ Âm chậm rãi mở mắt, chứng kiến ngón tay Diệp Thần chỉ chỗ lồng ngực mình, cao mày, bộ dáng cực kỳ cố hết sức. Cảm giác lôi hệ huyền khí trên người Diệp Thần mãnh liệt mà tới, nàng có chút dừng qua, vừa rồi thời điểm nàng lập tức chết là Diệp Thần cứu mình một mạng, Diệp Thần lại có thể kích hoạt thái cổ huyết mạch của nàng. Bệ Âm ý niệm trong đầu khẽ động, liền minh bạch rất nhiều chuyện. Trước kia nàng tự hồ hiểu lầm Diệp Thần, nguyên lai Linh Nhi thái cổ huyết mạch cũng là hắn kích hoạt. Khó trách Linh Nhi nói hắn không ham tu vị của nàng, nội tâm khúc mắc đối với Diệp Thần tan thành mây khói. Diệp Thần đem lôi khí truyền thể nội của mình, tựa hồ cũng nhận lấy phong hiệp nhất rất lớn. Nội tâm Bệ Âm cảm kích, nàng cái mệnh này, một thần tu vị kia đều là Diệp Thần cứu về. Lôi hệ huyền khí Diệp Thần không ngừng rào ra tuôn, giống như là máy bơm rút đi, thân thể trống rỗng. Không phải phi đao trong đầu không ngừng bổ sung huyền khí, chỉ sợ Diệp Thần chống đỡ không nổi. Cái thái cổ huyết mạch quả nhìn bá đạo vô cùng,
Chứng kiến bệ âm tỉnh, Diệp Thần vội đem ngón tay rút về, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vì bệ âm kích hoạt thái cổ huyết mạch, Diệp Thần thụ một ít thương, khá tốt là bị thương không nghiêm trọng lắm. Tiểu đệ đệ, người sao vậy? Bệ Linh chứng kiến Diệp Thần lập tức khẩn trương. Lòng của nàng toàn thân trên người Diệp Thần chứng kiến vết máu khóe miệng Diệp Thần lo lắng không thôi. Ta không sao. Diệp Thần lau vết máu khóe miệng lắc đầu. Lần trước cùng Bệ Linh song tu, song phương là một loại lẫn nhau tăng tiến, mà lần này kích hoạt huyết mạch bệ âm hay là đơn phương trả giá đối với thân thể có tổn hại. May mắn Phi Đào cung cấp rất nhiều lôi hệ huyền khí, nếu không lôi hệ huyền khí trong thể nội sợ là bị âm hút khô rồi.